Đại đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức. Dạ con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa, hôm nay là ngày thứ sáu 19 tháng 11 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam Bích Tha Giá, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phan te tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Dutiyam bhimayam phante tisaratne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Tatiyam bhimayam phante tisaratne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bhibhuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bhidhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam bhimmaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyam bhi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi,
Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Tutiyam bhisankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma ti ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti bà ta vê ra ma ni sít kha bà đăng sám ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna da na vê ra ma ni sít kha bà đăng sám ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayama chappama dathana ve ramani sikha badang samma dikha ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me rayama chappama dathana vê chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vujana vê ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala Phuchana Veramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha ghi ta và đi ta vi su có đó sanh nạp mà là gần thôi bị đề thà thà ra nạp mình đã nạp vi phụ sanh nạp thà na về ra mani sikha ba đằng sắp ma đi ya ammi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca vita wa dita visu kadasana malagan tawile panatha jana man dana wifu sanatha na ule ramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Siena Maha Siena Vera Mani Sikha Badang Sama Diya. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhiya. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassamana Gattang Buddhapang Nyattang Upo Sathang Imang Charatin Imang Chadivasang Sammadeva Afirakitum Sammadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasivarasena iman charatan iman vidivatvang sahatukang katoa apmamadena sama arakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân danh ti, si lê na phu ga sam ba da, si lê na nip bu tân danh ti, ta sa ma si lăng vui so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thuốc lành thai, Phật là nơi nương nhờ thôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngừa mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô đường an lành. Quy y Pháp bào chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bào đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho
chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dương. Nam mô Tu Sap Ma Mang La Lang Rak Khan Tu Sap Đề Văn Tha Sap Ma Bồ Tát Nam Pha Vệ Na Sa Đà Sa Thi Phong Văn Tu Đề Ba Vô Tu Sap Ma Mang La Lang Rak Khan Tu Sap Đề Văn Tha Sap Na Ham Ma Nam Pha Vệ Na Sa Đà Sa Thi Phong Văn Tu Đề Ba Vô Tu Sap Ma Mang La Lang Rak Khan Tu Sap Đề Văn Tha Sap Sang Ha Nam Pha Vệ Na Sa Đà Sa Thi Phong Văn Tu Đề. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Nguyên. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thích Thanh Má trên mạng internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, 19 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học và ngữ Pali, bài 22. Tương lai phân từ thụ động. Do Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy, con xin đọc phần Pali để học. Pali vui để học. Niên lịch. Phân chia niên lịch là một trong những biểu thị quan trọng của văn minh nhân loại. Phương Tây do ảnh hưởng mạnh mẽ của Thiên Chúa Giáo nên niên lịch Gregory phổ cập cùng khắp và gần như được cả thế giới sử dụng ngày nay. Phương Đông mặc dù sử dụng âm lịch từ thời cổ đại cho đến giờ, nhưng có nhiều dị biệt. Đối với người học Phạn ngữ nên nhớ là không có sự tương đương khi chuyển dịch ngày tháng. Vài điểm sau đây nên lưu ý. Có hai cách gọi tháng trong năm, gọi bằng tên và gọi bằng số. Miến điện, Thái, Lào, Việt Nam gọi tháng bằng số như tháng 2, tháng 3, tháng 4. Trong lúc Ấn Độ gọi tháng bằng tên, trong tiếng Pali 12 tháng mang những tên như sau: Chitta, Vesakha, Jetha, Asanha, Sawana, Pottapada, As Yes, Yuya, Yuya, Katika, Maya, Rissa, Pusa, Maga, Pankuna. Khi tháng gọi bằng số thì ăn Tết phải là tháng Giêng. Khi gọi bằng tên thì tùy theo địa phương. Người Ấn ăn Tết Diwali vào tháng Katika.
trong lúc nhiều quốc gia lân cận ăn Tết vào tháng Chích Tán hay Vê Sa Khá. Ngày rằm rất quan trọng trong âm lịch. Dương lịch và âm lịch tính theo sự vận hành của mặt trời và mặt trăng. Dĩ nhiên, ngày rằm Phú Thí Má đặc biệt quan trọng trong âm lịch, trong lúc chúng ta gọi đại lễ tháng tư Vê Sát, thì người Ấn gọi là Buddha Purnima. Ngày rằm của Phật cũng gọi là Buddha Jayanti. Có ba ngày lễ lớn trong năm theo Phật giáo là Magga Puja, Vesakha Puja và Asanha Puja, lấy theo tên của tháng. Cả ba đại lễ đều là ngày trăng tròn. Chúng ta cẩn thận khi chuyển dịch những đại lễ này là đại lễ rằm tháng Giêng, đại lễ rằm tháng Tư, đại lễ rằm tháng Sáu. Các quốc gia Phật giáo ăn Tết vào đầu tháng Vesakha, tương đương với tháng Tư âm lịch của Việt Nam, cũng có vài nơi xem tháng Chích Tá là tháng đầu trong năm. Khoa chiêm tinh của Trung Hoa bắt nguồn từ Ấn Độ, mặc dù nhiều năm nhận ra. Thí dụ, tên các vì sao như La Hầu, Thái Bạch, Thậu Tú đều bắt nguồn từ Phạn ngữ. Tên của các năm đặt theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần đều giống nhau. Riêng người Việt thì khác một chút, là năm con thỏ thì gọi là năm con mèo. Trong văn hóa Ấn thì cả 12 con giáp đều là linh vật nên có đền thờ chuột, thờ rắn. Trong lúc tại Việt Nam thì loài chuột là loài phá hoại và nhiều địa phương bắt chuột để nhậu. Dạ, con đã đọc xong phần Bali rồi, vui để học. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thần tọa Tề Siêu giảng giải bài học hôm nay. Mô Phật Thầy nhé. Đức Bồ Tát Thầy, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Tăng Chúng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, vì thời gian và không gian đã cách xa nhau và không gian thì nó rộng lớn, cho nên ở quốc độ này quốc độ khác cũng không có dễ dàng để mà tiếp cận giao lưu văn hóa với nhau. Ở xưa, cái văn hóa của loài người nó có khác với cái thời cận đại. Vì vậy, cái việc mà mình tính cái niên lịch đó, ở mỗi thời kỳ nó khác nhau, điều đó cũng không đến lạ. Và mỗi quốc độ tính cái niên lịch nó khác nhau, cái điều này cũng không có gì là lạ. Ở phương Tây trước khi Chúa giáng sanh,
Thì trong cái thời kỳ đó, cái nền văn minh Hy Lạp, Ai Cập, họ cũng có cái cách tính niên lịch dựa theo các tinh tú mặt trời, mặt trăng, cũng giống như là ở phương Đông vậy. Thì ở phương Đông, thời mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện là trước cái thời kỳ có lịch phong nguyên. Năm trăm năm mươi mấy năm lận. Cho nên lịch trong Phật giáo là lấy theo cái lịch Ấn, và ở các xứ lân cận theo cái truyền thống văn hóa và là môn giáo chung với nhau, cho nên họ cũng lấy, họ xài cái niên lịch cũng dựa theo các cái linh vật và mặt trăng để mà tính toán cái ngày giờ. Theo trong sách của Ngài Buddhadatta, một vị ở bên Tích Lan, các vị bên Tích Lan, thì các vị tính cũng khớp như thế này. Ở trong một năm cũng có 12 tháng. Và trong 12 tháng đó không lấy con số. Chúng ta theo phương Tây cho nên chúng ta mới kể tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm 6. Nhưng mà trong cái thời đó thì người ta lại tính theo cái mùa tiết. Nó khởi đầu là cái mùa mùa nóng, mùa nóng nó bắt đầu từ tháng Magga Sirat, tức là nhằm tháng 12 dương lịch, tháng 11 âm lịch. Từ tháng 11 dương lịch đó tới tháng 2, tức là Phakuna, thì là mùa nóng. Một lần rồi cái từ tháng 2 cho đến tháng giữa tháng 6 âm lịch Asala, tức là mùa nóng. Rồi từ Asala tháng 6 âm lịch cho đến tháng Kartika, tức là tháng 10 âm lịch,
là mùa mưa. Bên Ấn Độ một năm chia ra có ba mùa thôi. Và nếu mà họ ăn Tết cái ngày nào thì chúng ta kể như tháng đó là tháng giêng của họ. Nếu mà kể vào ăn Tết vào đầu tháng Vesak là tháng 4 âm lịch, đúng ra là tháng 3, bởi vì bắt đầu từ rằm tháng 2 là hết cái mùa lạnh rồi, xem như là hết cái mùa quả báo Katina. Rồi bắt đầu từ 16 tháng 3 âm lịch cho đến tháng 4, tháng 5 và tới rằm tháng 6 là hết cái mùa, là cái trong khoảng thời gian đó gọi là mùa nóng. Rồi bắt đầu ngày 16 tháng 6 âm lịch, tức là ngày trăng tròn của tháng Asalaha Purnami, là bắt đầu vào mùa mưa, cho nên cái mùa này gọi là mùa an cư giới hạ. Của nói chung tức là không phải của riêng về các vị tu sĩ trong Phật giáo, mà bên Ấn Độ tức là bắt đầu vào mùa mưa, mưa dữ lắm thưa quý vị. Cho nên những người dân thường ở bên ngoài, các thương gia thì chẳng hạn, họ cũng dừng chân ở một nơi không có đi buôn bán, gọi là họ trú mưa, an cư mùa mưa. Rồi sau này Đức Phật này cũng chế định, cũng chế luật cho chư tỳ kheo. Vì lúc đó khi mà Đức Phật này chưa có chế luật thì chư tăng trong cái mùa mưa các vị đó không cần ở yên một chỗ mà phải đi chỗ này đi chỗ kia, đi du phương. Dân chúng họ ta tháng họ kêu ca, cho nên Đức Phật này cho phép các vị tỳ kheo phải bắt đầu an cư mùa mưa. 4 tháng mùa mưa nhưng mà ngày cho an cư 3 tháng thôi. Đến tháng Asayucha, tức là tháng 9 âm lịch rồi, rậm 9 âm lịch là hết rồi. Bắt đầu từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến rằm tháng Katika là rằm tháng 10 đó, là cái tháng đó được gọi tháng Dược Y Katina, vân vân. Thì như vậy nếu mà chúng ta sắp xếp, không có sắp xếp theo Tết của Ấn Độ, sắp xếp theo tướng cái đi của ở phương Tây, thì dương lịch là nó nhập phút sáng của Ấn Độ, tháng 2 dương dương lịch. Nói cái tháng lịch là cái mà khác, chúng ta rậm dương mà không buồn trà. Sakuna là tháng 3 dương lịch, Chitta là tháng 4 dương lịch, tháng 3 âm lịch. Quy Sa Khá tháng 5 dương lịch là nhầm thôi. Chết dương lịch nhầm tháng 5 âm lịch. Asalaha là tháng 7 nhầm tháng 6 âm lịch. Savana tháng 8 dương lịch, tháng 7 âm lịch. Vattapada
tháng 9 dương lịch, nhằm tháng dương lịch Asajuchat, tháng 10 dương lịch, tháng 9 âm lịch, cách tháng 11 dương lịch, 10 âm lịch Nagasera, 2 dương lịch, nhằm tháng 11, rồi quay trở lại cũng 12 tháng thôi. Cho nên về cái việc về tính đó, thì ở đây người Ấn Độ như người biến Thái Lào Việt Nam gọi tháng bằng đúng ra là chúng ta gọi tháng nó theo tên kể từ khi mà cái văn quay hồi người Pháp họ qua đó, là chúng ta mới bắt đầu Việt Nam mới gọi tháng bằng số như tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, vân vân. Chứ trước đó thì chúng ta gọi là tháng Tý, tháng Sửu, tháng Dần, tháng Mẹo, tháng Tình, tháng Tỵ. Giờ trong lịch ảnh hưởng lịch Tàu thì chúng ta cũng vẫn ngày tháng gì. Thì người Ấn họ chúng ta ảnh hưởng hàng ngày đó, nó cũng không có liên quan gì đến cái pháp tu tập của chúng ta đâu. Nếu có chăng đó thì chỉ ở trong luật đó, thì một cái vị tỳ kheo luật sư vị đó phải biết cách tính toán để khi mà trình bày tăng sự với tăng trong những cái ngày cần thiết, nhất là trong cái lễ Bố Tát, lễ An Cư Kiết Hạ hay là lễ Tự Tứ Pavarana, rồi nhập hạ lễ Nhân Y Cách Thính Án, là phải làm cho nó đúng theo cái thời gian một tháng đó, phải tính đếm cho đúng. Nhưng mà đối với người cư sĩ chúng ta thì bây giờ cái chuyện đó cũng không có cần thiết. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta chỉ nghe chư tăng thông báo là lễ hội rộng duyên Makapunami là lễ hội lớn trong Phật giáo, thì chúng ta chỉ biết Makapunami thôi. Nói lễ Phật Đản rậm tư Vesakapunami, ngày trăng tròn tháng Vesak, tháng Vesak, tháng Vesak thì chính vị chuyển pháp trăng tròn tháng Asalaha, tức là nhằm cái bữa rằm tháng 6, thì qua ngày 16 tháng 6 âm lịch đó, là ngày nhập hạ ở tại đó cùng với năm vị tỳ kheo. Ngày chuyển pháp luân ngày rằm tháng 6 thì ở trong các cái mốc lịch sử đã được ghi chép đầy đủ vậy. Nếu chúng ta có cần thiết để mà tìm hiểu thì chúng ta có thể tra cứu vào những cái quyển sách. Ở đây thì chúng tôi có soạn một là sách là học tiếng Pali vận luyện dịch và đàm thoại, ở trong đó ra nhóm từ, thì trong đó có ngày trong một năm ở tiếng Pali gọi là cái gì, để khi mà chúng ta dịch kinh chúng ta biết. Thì nếu mà vị nào có hứng thú để cứu từ ngữ Pali tới Pali, và chúng ta sẽ tra cứu những đó
chỉ vậy thôi. Thì cái đầu tiên, trong cái phần đầu tiên lớp buổi học ngày hôm nay, học Pali Vô Địa học, là chúng ta học về niên lịch. Thì chúng tôi chỉ muốn trình bày một cách đại khái như vậy đó. Bây giờ thì chúng ta qua cái phần thứ hai là Pali trong nghi thức dịch hành. Hôm nay chúng ta học cái bài kệ đảnh lễ Phật Tích. Thực sự ra trong cái bài kệ này đó, trong cái bài đảnh lễ này đó, thì chúng ta bao gồm hết những cái Phật Tích câu đầu tiên. Cái chữ lễ Phật Tích mà ở trong cái ngoặc đơn đó thưa quý vị, chê tí già đi quan đà na đó, chữ quan đà na tức là cái sự đánh lễ, chê tí giá là tháp, chữ a đi ở phía sau chữ chê tí giá đó, thành chê tí già đi a đi là vân vân, tức là còn nhiều nữa. Cho nên chúng ta nói chê tí gia đi quan đà na đảnh lễ. Nếu mà chúng ta dịch chính là lễ bảo tháp vân vân, nhưng mà nếu mà cái tựa mà chúng ta để lễ bảo tháp vân vân thì nghe nó kỳ lắm, cho nên là để lễ Phật Tích. Thì tất nhiên chúng ta phân tích như vậy đó, để khi mà người có học Pali đó, các vị nhìn vào các vị được biết rằng là đã có giải thích phân tích ra rồi. Cho nên thì khi mà để cái tựa lễ phân tích không phải là sai, mà muốn làm cái tựa cho nó đẹp vậy thôi. Các vị phải chú ý. Vanda mi cheti yang sappam sappathane suvatitang sariyarikatha tu mahaputhim putharupang sakalang sadda. Ở đây đó, nó có hai vấn đề. Là ở trong bài kệ chúng ta hôm nay đó, cái câu thứ hai đó, sắc bạc tha nê xuất và tiết thì tăng, là một cách. Còn theo như ở đây, sắc bạc tha nê xuất và tiết thì tăng, cho nên cái chỗ này là phải kiểm tra lại. Chúng ta phải kiểm tra lại xem có cái này là sapatthane supatithitang hay là sapatthane supatithitang, nó khác nhau thưa quý vị, nghĩa khác nhau. Quý vị chờ chúng tôi một phút.
Ở đây thưa quý vị, vì muốn cho nó rõ một chút xíu vậy thôi, chứ còn nó cũng không có vấn đề gì quan trọng, bởi vì cái nào cũng định sự cách nhiều. Còn định sự cách số ít thì thôi. Khi mà chúng ta nói cái chuyện xúc, thí dụ như nó có hai bản kinh, một bản kinh là chúng ta nói về và cách thứ, thứ nhất là sapattha đề xuống và thiết thị tăng. Cách viết thứ hai là sapattha đề xuống và thiết thị tăng. Thực ra đó, thì trong cả hai cách này đó, chúng ta cắt cái chỗ nào cũng có nghĩa giống nhau, nhưng mà có điều là hễ chúng ta xài chữ sắp phá ở phía trước rồi đó, chữ tha ná tức là chỗ, là nơi chốn. Sapattha đề là mọi nơi, thì dù chúng ta chỉ xài số ít cũng được rồi,
không cần phải xài số nhiều. Chừng nào chúng ta chỉ xài có cái chữ tha đê không đó, thì chúng ta nếu mà sa nê là có trong một nơi, còn tha nê xuống là trong các nơi. Còn bây giờ chúng ta có chữ sắp bá đứng ở đầu thì để là mỗi nơi, đương nhiên là nó phải nhiều chỗ. Mà khi một cái hợp âm á, khi một cái hợp từ như thế này thì ta xài số ít được rồi. Còn chữ súng mà khi ghép làm cái tiền tố cho tiền tố từ hay là tiền trí từ cho cái quá khứ vân từ patithita đó là an lập, là được an lập. Và thêm chữ súng thì có nghĩa là khéo an lập, khéo dựng lên. Sari Rikatha Thú Mahaputin, ở đây có hai từ. Sari Rikatha Thú là xá lợi. Thật ra đó, cái chữ xá lợi là đọc âm của chữ Sari thôi, tạo âm là xá lợi. Mà chữ sarira có nghĩa là cái thân xác. Mà sarika tức là thuộc về thân xác. Thuộc về thân xác, nó biến thành một tỉnh từ. Còn chữ tha tú trong trường hợp này có nghĩa là cốt lõi, là xương, là cái phần xương. Chúng ta gọi là hài cốt. Mà khi người ta nói xá lợi thì người ta bao gồm luôn cả là hài cốt, chứ đúng ra chữ sari không á, là âm là xá lợi rồi. Chúng ta nói sari là chưa đủ nghĩa, mà nếu mà chúng ta muốn nói là xá lợi báo thân đó thì chúng ta phải xài cái chữ sarikatha tú. Cho nên cái chữ đó đó mới đúng nghĩa là xá lợi, thưa quý vị, xá lợi báo thân. Còn nếu mà nói sari không á thì nó không đủ. Là tại sao? Vì nói cái thân này đó, cái sắc thân phải sari rác, chữ sari rác thêm cái chữ ní cá, bỏ chữ n chấm đi, thêm chữ thành ở đầu chữ xa, thành chữ xa, xa rìa rít cát tha tú, là chúng ta gọi là hài cốt. Nhưng mà hài cốt của Đức Phật đó, hài tức là hình hài đó. Nếu mà chúng ta nói hài cốt của Đức Phật thì nghe kỳ, nghe nó không có cái sự kính trọng, nó không có sự tôn trọng, cho nên chúng ta gọi là sarikatha tú, là xá lợi. Cái này chúng ta ảnh hưởng của Tàu chữ đó, cho nên chữ âm xá lợi đó nó thiếu chữ. Phải nếu mà gọi là hài cốt, xương từ ở trong dục thể đó, sau khi trả tỳ xong, từ dục thể của ngài Saririka là dục thể, mà nó ra cái tha tú, tức là cái di cốt, cái hài cốt. Cho nên khi mà học về kinh Pali, mà nếu mà chúng ta có những cái thời gian để chúng ta phân tích chữ nghĩa từng bài mỗi ngày như vậy, nếu mà ai mà khéo tắc ý chút xíu, là nhất là các vị sư đó, là trong tương lai chúng ta sẽ học nhiều lắm. Chúng ta học nhiều, chứ đọc kinh tụng mà chúng ta đọc xuông xuông giống như là cái máy cắt âm thì thôi,
học nó bị nhầm. Cái chữ Mahabodhi người ta chữ Mahabodhi cũng thiếu nữa. Chữ Mahabodhi nếu dịch là đại giác thì đại giác là nói cái gì? Là nói đến cái sự giác ngộ lớn lao, gọi là đại giác, bậc đại giác là chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà ở đây thì không. Ở đây chữ Bồ Thí trong trường hợp này là Bồ Thí Rốt Khác. Chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Thật sự ra cái tên cái cây này Asatha là cây lâm vồ. Nhưng mà vì rằng Đức Gautama ngài ngồi ở dưới cái cội cây Asatha này, ngài giác ngộ thành bậc chánh đẳng giác, cho nên từ đó về sau cái chỗ này gọi là Mahapothirukha, tức là đại thọ Bồ Đề. Chúng ta gọi là đại thọ Bồ Đề. Nhưng mà ở trong cái thể kệ của cái bài kinh lễ bái thì chúng ta không có thể thêm nhiều chữ vô, cho nên chúng ta nói là Mahapothi được rồi. Thật ra phải phân tích như vậy. Mai mốt gặp cái chữ này nằm rời thì chúng ta chịu khó dịch là chữ đại giác, chứ chúng ta không phải tùy tiện mà chúng ta dịch là đại thọ Bồ Đề được. Nằm ở trong cái bài này thì chúng ta dịch là đại thọ Bồ Đề được. Còn cái chữ Buddha-rupam, cái từ mà tục đế đó thưa quý vị, cái từ chế định đó, thì chúng ta xài tùy nha. Thí dụ chữ rupam mà chúng ta học trong thắng pháp đó, chữ rupam chitta cetasaka rupa nibbana, cái pháp chân đế là tâm tâm sở sắc pháp nibbana. Nhưng mà chữ rupam á, ngoài cái nghĩa sắc pháp ra nó còn nhiều nghĩa khác, như là trong năm cái sắc cảnh giới visaya rupa thì đó cảnh sắc gọi là rupa ramana, cảnh thân gọi là sanda ramana, vân vân. Thì như vậy cảnh sắc cũng là gọi là rupa. Nhưng mà chữ rupa xài trong trường hợp này, cái buddha rupam thì ở đây chúng ta phải hiểu là kim thân Phật, là cái hình Phật mà, hoặc là cái tượng Phật vẽ. Còn tượng thì có bằng đất nung, bằng gỗ, hoặc là bằng bạc, bằng vàng, bằng ngọc, vân vân. Thì cái đó Buddha Rupam gọi là thân Phật kim thân. Sakka và toàn thể, tâm là toàn thể. Sakka luôn luôn. Bài kinh này muốn nói rằng con xin đảnh lễ toàn thể tất cả bảo tháp được khéo thiết lập trong mỗi nơi, những nơi mà được thiết lập cái đền thờ ngài đó
thì gồm có xá lợi tháp, xá lợi báo thân, đại thọ bồ đề và kim thân Phật, ba cái thứ đó. Đây là Phật tích. Thì như vậy chúng ta có cái bài để lễ quanh ra chi dân sắp văn sắp bất tha ni san sa đà thâm ma ha pu thi văn sắc ca lăng sa đà. Nghĩa là gì? Chúng tôi xin được chia sẻ trong cái bài hay với hai phần Bali Vui học của Bali nha. Đến đây thì cũng vừa phải với thời gian. Xin thỉnh hướng dẫn cho Phật tử đọc cái bài này, và sau đó xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải vị văn phạm và hướng dẫn cho Phật tử làm bài tập cho bài hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Chào bác sư huynh. Sư huynh, trước khi tòa tự siêu rời rung, bác xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho một câu thảo luận, đó là chúng ta thấy rằng niên lịch là một cái quy ước, và ngày nay đó thì người ta từ từ chuyển qua dùng dương lịch rất là phổ thông. Nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng với chúng ta là người Phật tử, chúng ta có nên đặt vấn đề quan trọng về niên lịch hay không, về cái cách chia lịch hay không? Ví dụ như là bây giờ có một cái chùa ở bên Anh Quốc là chùa Amaravati của ngài Ajahn Chah đó, mà Hòa Thượng Sumitho là người lập lên đó, thì người ta vẫn dùng cái lịch của Thái Lan, tại vì những cái ngày Wanfra là những ngày giới á, thì người Phật tử Thái Lan họ đến chùa để họ làm phước. Hay là chư tăng nhập hạ thì chúng ta cũng hay nhập hạ theo lịch, chứ ta làm lễ phải lịch. Thì trên phương diện nào đó thì cái âm lịch và đặc biệt là trong cái lịch sinh hoạt của Phật giáo từ xưa tới giờ đó, nó có thực sự là rất là quan trọng để chúng ta biết và chúng ta gìn giữ không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ cho một vài cái chia sẻ về điều này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo như sự trình bày của Thượng Tọa Giác Đẳng thì ở đây chúng ta thấy mỗi cái việc mà sinh hoạt lễ hội Phật giáo là chúng ta dựa trên cái điều lệnh của Phật giáo. Mà niên lịch của Phật giáo phần lớn là xài theo âm lịch, mà gần như là xài theo âm lịch như thế này đó. Thì ở các cái xứ Phật giáo ở phương Đông nó có cái sự trùng hợp với nhau. Chẳng hạn như chúng ta lấy cái ngày mà chư tăng nhập hạ, rồi sau khi ra hạ làm lễ dân y Ca Thi Đá, thì hễ bên Việt Nam dân y Ca Thi Đá 30 ngày từ rằm tháng 9, từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10, thì trong khoảng thời gian đó thì ở bên Miến Điện, các Phật tử Việt Nam đi qua bên bển, qua Miến Điện để cúng dường lễ cho y Ca Thi Đá cũng trong cái thời điểm đó. Lâu lâu như vậy đó, thì bên Thái hay bên Miến hay Campuchia nó mới trịch trên Việt Nam một tháng, là bởi vì Việt Nam nhường trước, rồi lịch của các xứ kia nhường sau một năm.
năm sau mới ngừng. Cho nên hễ mà dừng trước á, thì làm lễ trễ hơn tháng, bên kia làm sớm hơn một tháng, thì qua năm sau Việt Nam mình không có dừng, bên kia dừng thì bên kia chạy trễ hơn, thế là nó bằng nhau. Bởi vì chúng tôi sống gần Chư Tăng Khmer Xài Lịch Campuchia đó, cho nên chúng tôi biết rất rành cái vụ này, là sống chung với các vị đó, khi mà tới ngày làm lễ Vô Sắc Tháng lên chánh điện tập trung lại đó, thì chúng tôi hỏi cái ngày giờ ở cái ngày tháng ở dưới, tháng này thuộc tháng nào, bữa nay là ngày rằm tháng nào, năm nay ở dưới có nhường hay không, mình nhập hạ có trên lệch hay không. Thì có năm thì các vị nói năm nay nhập hạ bằng nhau, có năm thì các ngài nói vì năm nay Việt Nam có dừng cho nên nhập hạ trễ hơn tháng, ở dưới ra hạ sớm hơn tháng vậy đó. Cho nên chúng tôi biết rất rành ví dụ này. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có sự so le rồi sau đó kéo trở lại đồng đều với nhau. Do đó cho nên lịch, cái âm lịch đó, cái âm lịch rồi lịch tính theo trăng đó, tính theo trăng thì nó rất là quan trọng đối với người Phật tử Nam. Bởi vì tất cả những sự kiện Phật, những sự kiện lịch sử của Đức Phật đó, là đều sẽ diễn ra ở trong cái ngày trăng tròn Purnami, cái trăng tròn của tháng Ma khác, hay là trăng tròn của tháng Vesak khác, hoặc là trăng tròn của sáng tháng Asala, hay trăng tròn của tháng Kartika gì đó. Thật sự ra nếu như mà lấy cái ngày dương lịch đó, bỏ cái ngày âm lịch đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ thống nhất với nhau được. Bởi vì trên là thí dụ như lấy 15 Tây lịch, lấy ngày 15 Tây lịch để sinh hoạt, thì có nhiều khi ngày 15 của tháng đó thì lại là cái ngày không có trăng. Thế là chúng ta bị hậu hẳn. Còn cái ngày rằm, cái ngày 15 đó, tức là cái ngày rằm âm lịch, bao giờ cũng vậy, là ngay cái ngày trăng tròn. Hễ cái dầu cho Tây lịch ngày nào đi nữa, nhưng mà hễ âm lịch là ngày rằm thì đêm đó là quý vị nhìn lên trời là mặt trăng tròn. Thì chúng ta cứ giữ cái ngày đó. Ngày cũng rất quan trọng để chúng ta biết cái sự sinh hoạt lễ hội cho nó đồng nhất với nhau, nó không có kẻ trước người sau, nó không có kẻ trước người sau. Và thật ra đó, khi mà giao lưu với Chư Tăng ở các cái xứ ngoài như là Thái Lan, Campuchia hay là Miến Điện, các vị qua chơi đó, thì trong cái mùa dân y cách thí ná mời các vị qua đây dự, thì các vị vẫn thấy là mình làm đúng theo cái ngày, cái truyền thống cũng ở bên kia giống nhau vậy, thì các vị quan hỷ. Còn nếu mà chúng ta làm sai đó, thì cái trường hợp này nó cũng hơi kẹt. Khi mà chúng ta giao lưu, chúng ta thỉnh Chư Tăng ở ngoài đi vào ngay cái tháng tư, chúng ta nói với họ là tháng này là Vatsopanajika, tức là nhập hạ đó, thì các vị cười mình, các vị sẽ nói rằng Việt Nam mình làm riêng lẻ, không giống ai hết. Trong khi chừng nào mà qua cái ngày Asala Purnami rằm tháng 6, rồi từ đó trở đi
núi Nhật Hạ thì chung nhau thì nó giống người ta. Cho nên về cái việc mà mặc dù biết là niên lịch là quy ước của con người, nhưng mà trong cái quy ước đó, nó phải có cái sự đồng bộ, thống nhất với nhau. Chẳng hạn như người Phật tử chúng ta, cái sinh hoạt ở trong kinh điển, sinh hoạt các lễ hội Phật giáo ở trong các xứ Phật giáo thì lấy cái âm lịch làm cái mốc thời gian mà sinh hoạt. Do đó cho nên chúng ta phải đặc biệt trung thành với cái ngày âm lịch. Tất nhiên chúng ta cũng không thể bỏ cái ngày dương lịch, vì khi mà vào cái thời điểm này tất cả những cái cuộc hội hội hè hoặc là giao dịch với ở bên ngoài, chúng ta đi chúng ta mua vé máy bay chẳng hạn, thì chúng ta phải xài cái ngày dương lịch rồi. Chứ không có ai xài ngày âm lịch, ngày dương lịch. Do đó cho nên chúng ta phải tùy trường hợp. Trung thành với âm lịch là để chúng ta sinh hoạt lễ hội đồng nhất với nhau, sinh hoạt lễ hội Phật giáo đồng nhất với nhau. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn sử dụng hành trên phương diện hành chánh là phải ngày dương lịch. Bởi vì cái ngày dương lịch đó là lịch quốc tế, chúng ta phải xài gì? Thì đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng Quỳnh Đơn Trong Bồ Bồ Thầy. Sa thú kính kinh Thượng Tọa Thầy Sư, xin thỉnh nghe Sư Minh Đi Kỷ. Và bây giờ thì Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy, xin được hỏi Thượng Tọa một câu, rồi sau đó sẽ nhờ Đại Đức Từ Tri và Chư Tăng để đọc bài lễ Phật tích. Chắc Thượng Tọa Pháp Đăng không có mặt trước máy. Đại Đức Từ Tri khoan hỷ đọc cho bài lễ Phật tích 3 lần. Và sau đó thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Đức cũng như chưa bị khác, Sư Nguyên Thông và chưa bị khác Hoàng Thị đọc, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bài Pali gần đây. Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Trích. Tưởng kính anh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài Pali lễ Phật tích. Vandamichetiyam sapam sapathane supatithitang sarivikathatuk mahakuthin kutarupam sakalam sada Nisulu yau chalam bao tháp xa lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà nhất tâm đảnh kinh lễ hương hoa cúng dường Vandamichetiyam sapam sapathane supatithitam sarivikathatumahapothin buddharupam sakalam sada Nisulu-yau-cha-lam bao tháp xa lợi kiên thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường Vandamichetiyam sapam sapathane supatithitam sarivikathatumahapothin buddharupam sakalam sada Nisulu-yau-cha-lam bao tháp xa lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Dạ, con đã sọc xong ba lần. Tiếp theo kính thỉnh Đại Đức Tài Đức ạ. À.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Sư, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào toàn thể Phật tử cũng là với cô tu nữ. Con xin đọc bài. Vạn đa mi chế ti yang sa bang sa pa tha ne su pa te ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bo tha ru bang sa ka lang sa da ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lời kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Văn đa mi chê ti giang sáp băng sáp bà thà nê su bà tê ti tăng sá rê rê ká thà tu ma ha bô tình bô ta rô băng sá ká lăng sá đa ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lời kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Vanda mi che ti yang sappang sappathane subate ti tang sare rikatha tu maha bo thing bo ta ru bang sakalang sada ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lời kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Dạ con xin hết ạ, con xin dừng lúc ở trên đầu đàn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nguyên Thông, con xin đọc bài kinh lễ Phật tích. Văn đa mi chê ti giang sa băng sa pa tha ne su pa ti thi tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bồ điên bồ đà ru băng sa ka lăng sa đa ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lợi kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Văn đa mi chê ti giang sa băng sa ba tha ne su pa ti thi tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bồ đà đa ru băng sa ca lăng sa đa ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lợi kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Văn đa mi chê ti giang sa băng sa ba tha ne su pa ti thi tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bồ điên bồ đà ru băng sa ca lăng sa đa ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lợi kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Dạ con xin đọc xong rồi, xin mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin mời quý vị quý. Dạ con kính tri ân sư, dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, nhật bình kính chào đạo tràng, dạ con xin được đọc câu lễ bái xá lợi ạ. Văn đa mi chê ti văn sạp băng sạp bát thà nê sư bát tích thì tăng xá ri đi ca tha tu ma ha bở thiên bật tha ru băng sa ca lăng sa đa ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xa lời kim thân Phật Đà bồ đề khắp cõi xa bà bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm kinh lễ hương hoa cúng dường. Nam mô Bụt Tha Giá, kính mời Thanh Thủy. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, và con xin đọc. Văn đa mi chê thi văn sáp băng sáp bát tha nê su bát tê thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên bút tha ru băng sa ca lăng sa
đà bồ thề khắp cõi ta bà nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Dạ con đã đọc xong rồi, con kính cảnh thần tội à, con kính những bất tôi xích phương này. Văn đà mi chê ti giang sắc băng sắc ba tê na su ba ti ti tăng sa ri ri ca đập ma bồ thiên rúc băng sa ca lăng sa đa. Văn đà mi chê ti giang sắc băng sắc ba tha nê su ba ti ti tăng sa ri ca đập thu ma bồ đêm bù tha rúc băng sa ca lăng sa đa. Ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà. Bồ đề khắp cõi ta bà nhất tâm thành, nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Và kính dân mít đến quý vị khác ạ. Dạ, xin được hỏi còn có vị nào, còn có vị nào đọc được không thì xin được mời. Trước khi chúng ta qua bài văn pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua bài học về tương lai phân tử. Và ở đây có những cái chữ thụ động. Một lần nữa thì chúng ta nên nhắc lại chữ phân tử. Phân tử hay participle đó. Đó là một cái biến cách của động từ. Từ động từ để trở thành danh từ hay là trở thành tánh từ cho một danh từ. Ví dụ như là mình nói rằng tôi ăn cơm đã được nấu. Thì cái đã được nấu đó, đó là một cái mệnh đề, đó là cái cụm từ. Đó là một cái phân từ đã được nấu để chỉ cho cơm. Cái chữ chính là cơm. Hay là tôi đang nhìn vào một người đang nói chuyện trên sân khấu, thì cái người đó có thể là vị MC hay là vị diễn giả, và đang nói chuyện đó là cái phân từ. Trong trường hợp này chúng ta dùng cái phân từ tương lai thì chúng ta dùng chữ sẽ. Thí dụ như là mình nói rằng tôi sẽ ăn phần rau được sẽ được nấu cho ngày mai. Thì cái phần rau rồi sẽ được nấu cho ngày mai. Thì ở đây họ dùng cái chữ thụ động ở đây để chỉ cho cái giống mình được hay là bị. Được cơm được nấu hay là cái cây sẽ bị chặt. Hay là ví dụ như tôi sẽ mua những cái cây sẽ bị chặt ngày mai chẳng hạn. Thì họ dùng cái gọi là tương lai phân từ thụ động. Thì thật ra cái tương lai phân từ thụ động mất ở trong tiếng Phạn thì tương đối rất là đơn giản, là chúng ta dùng chữ bát là một cái tích duy ngữ để thêm vào, hoặc giả là chữ aniya. Và có một số lớn những động từ đó, khi mà động từ nguyên mẫu và chữ tắp bá hay là aniya thêm vào đó thì người ta có để ở giữa chữ ý. Những chữ ý có nhiều từ khác thì chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị một danh sách dài. Thí dụ như ở đây chúng ta là ba chát là nấu, thì thay vì để ba chát tắp bát thì người ta có chữ ý xen vào giữa thành là ba chí tắp bát. Hay là ba chân ni giá, chữ ani giá cũng là một chữ khác. Ba chí tắp bát và chân ni giá cũng giống nhau thôi. Quý Phật tử nên nhớ là trong tiếng Phạn đó là một cái ngôn ngữ mà người ta rất là chú trọng về thi ca, về gatha.
Do vậy đôi khi nó có nhiều cái dạng thức khác nhau, và những dạng thức này để nó phù hợp với cái âm tiết và cái âm điệu ở trong thi ca. Nên đừng ngạc nhiên sao mà đôi khi nó có chữ này chữ kia. Thì chữ bát chá là động từ nguyên mẫu là nó, bát chá tí là nó đóng. Nhưng mà khi mà chúng ta có chữ bát chí tappa hay là bát chá ni gia, bát chá ni gia thì cũng giống nghĩa như vậy. Phun chá tí, phun chí tappa, phô chá ni gia. Và quý vị thấy phun chí tappa và phô chá ni gia nó mới nhìn cái mặt chữ thì nó khác, nhưng mà nó cùng nghĩa thôi. Chữ caro tí, caro tí là làm. Dạ, thì đó là ca tắp bát hay là karaniya. Dạ, karaniya. Chúng ta có cái bài kinh Metta Sutta rất là nổi tiếng mà khởi đầu với cái chữ gọi là karaniya. Karaniya là nên làm. Dạ, điều mình nên làm, một cái bậc, một cái người mà hiền nhân mà muốn tốt thì đây là điều nên làm. Mà chúng ta nhớ là người Việt Nam chúng ta hay quên đi cái tựa kinh. Thành ra mình hay đặt cái tên vui lắm. Mình lấy bài chữ đầu đặt, ví dụ như bài kinh Từ Bi Kinh là Metta Sutta, thì ít có người biết là Metta Sutta lắm. Mình thường nói là kinh Karani. Karani tại vì bắt đầu bằng chữ Karani, lấy Karani. Hay là bài kinh Anubo Dana Gatha thì mình gọi là bài Yatha, tại bắt đầu bằng chữ Yatha. Bài Buddha Chayamangalang á, là bài Phật lực cảm thắng, thì chúng ta nói bài Ba Hung, thầy bắt đầu bằng chữ Ba Hung. Người Việt Nam hay có chế nhiều cái chuyện của mình. Mình đành chịu thế, ở trong chùa, ở trong chùa là vậy, sẽ chắc không có làm gì được. Thì quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu. Thì bây giờ chúng ta có vài câu tiêu biểu. Câu này á, là chủ từ là chữ Amma. Amma là người mẹ. Động từ là Thapesi. Thapesi là cắt. Dạ. Bitaka. Bitaka là cái nhỏ. Thế dù là Tam Tạng là, Tam Tạng chính là Tipitaka, nghĩa là ba giỏ, ba cái, gọi là three basket. Ở trong tiếng Anh là three basket, chúng ta ba cái giỏ Tam Tạng. Thì đi là Pitaka Thabesi là cất trong giỏ. Cất trong giỏ cái gì? Cất trong giỏ Tandula. Dạ, Tandula ở đây là gạo. Dạ, Tandula là gạo. Cái gạo, chúng tôi xin lỗi quý vị, quý vị bỏ thì chữ raw rice, chúng tôi dịch, chúng tôi quên cái đó đi. Cái chữ, ở trong tiếng Anh đó thì họ không có phân biệt cái chữ cơm với chữ gạo, cái nào cũng rice hết. Thật ra khi mà người ta dịch đó, khi mà dịch đó thì bắt buộc họ phải để là cook rice là cơm và raw rice là gạo. Quý vị quan nghĩ điều chữ raw rice. Xin lỗi quý vị. Có nhiều khi khi mình dịch cái giáo trình đó, chúng tôi cứ cái chú ý phần tiếng Anh quên trong tiếng Bali đó. Mẹ cái gạo sẽ được nấu, sẽ đi Bachitapang hay là Bachani Yang Tandu Lăng là gạo sẽ được nấu. Dạ, sẽ gạo được nấu trong cái giỏ. Amma Pachitapang Tandulang Pitake Thapesi là mẹ sẽ cất gạo ở trong cái giỏ. Câu tiếp theo thì quý vị biết là cái ngữ pháp tiếng của tiếng Bali, đôi khi mà mình nhìn vào cái gì đó mình biết cái chủ từ trước. Cái chủ từ của câu thứ hai đó là Ahang.
động từ là punchisami. Dạ. Ahang na punchisami là tôi sẽ không ăn cơm, tôi sẽ không ăn. Ở đây quý vị thấy cái chữ odana. Odana ở đây tức là cơm. Trong khi tunala ở trên là gạo. Thì quý vị nhớ nha, hai chữ đó. Ở trong tiếng Anh chữ nào cũng là rice, nhưng một cái là raw rice, một cái là cooked rice. Nhưng mà ở dưới thì chữ odana là cơm, ở trên là tandula là tandula là gạo. Dạ. Thì ở trong câu trên thì cái chủ từ để đâu, nhưng mà ở trong câu dưới cái chữ chủ từ ahang, thật ra chữ ahang mình để đâu cũng được, hay là để sau cũng được. Dạ. Ahang na punchisami là tôi sẽ không ăn. Không ăn cái gì? Không ăn odanang. Odanang là từ chữ odana là cơm. Tôi sẽ không ăn phần cơm. Dạ, phần cơm là cơm gì? Darikaya. Darikaya punchitapang. Dạ, sẽ được ăn. Dạ, sẽ được ăn bởi bé gái. Cái câu này dịch nó lủng củng lắm, dịch theo tiếng Việt lủng củng. Nếu chúng ta dịch chính xác tức là tôi sẽ không ăn cơm mà nên được bé gái ăn, dịch như vậy để quý vị thể dịch. Nhưng mà nếu dịch cho nó gò nó suông, nghe suông tai, đó là tôi sẽ không ăn cơm phần để dành cho bé gái. Nhưng mà nếu chúng tôi để chữ để dành cho bé gái thì quý vị nghe cái chữ để dành nằm ở đâu, chữ để dành phải làm danh từ khác. Nhưng mà đại khái nên được hiểu là như vậy. Tôi sẽ không ăn cơm mà nên được bé gái. Tức là tôi sẽ không ăn cơm phần để dành cho bé gái. Cái câu này tiếng Việt mình dịch nó hơi khó chút. Nhưng mà nếu mà mình dịch theo cái câu dịch thoát á, thì cái chữ để dành nó phải dịch chữ khác thưa quý vị. Kasake na ka tapang. Kasaka là nông dân, cái sắc kê ná là bởi người nông dân, ca táp băng là nên được làm bởi người nông dân. Dạ, ca táp băng cũng được mà ca ra ni dân cũng được. Cam măng ca tung, cam măng ca tung tức là công việc được làm. Dạ, công việc được làm. Toán ít cha sĩ, toán là bạn hay là anh chị gì đó. Toán ít cha sĩ là muốn, bạn muốn làm công việc mà lẽ ra nên để bắt nông dân làm. Dạ, lẽ ra nên để bắt nông dân làm, hay là lẽ ra là việc của bắt nông dân, hay là nên là việc của bắt nông dân làm. Dạ, mấy cái câu này nếu chúng ta dịch sát nghĩa thì nó hơi lúng cúng về văn. Và nếu chúng ta muốn dịch thoáng, dịch nghe êm tai về văn thì đôi khi chúng ta dịch sang tiếng Việt nó hơi khó một chút. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi nhắc lại đó là trong cái việc sử dụng tương lai phân từ thụ động đó, thì chúng ta dịch trong tiếng Việt ấy, thì chúng ta có thể dịch như vậy là sẽ được, nên là, ví dụ như là gạo sẽ được nấu, và yeah, gạo sẽ được nấu, hay là công việc nên làm bởi nên là, thì cái chữ nên là sẽ được đó, nó đều là ở thời tương lai hết và mang tính cách thụ động hết. Và trong trường hợp đó chúng ta phải xài tương lai phân từ thụ động. Yeah. Những cái câu này thì thứ vì khi mà chúng ta viết văn thì chúng ta cần nhiều lắm. Chúng ta cần rất là nhiều, đặc biệt là trong khi chúng ta thuyết pháp. Dạ, yeah, thuyết pháp và nói chuyện gì đó. Quý Phật tử mà đọc ở trong kinh và những Phật ngôn Đức Phật ngài dạy rằng một cái người thiện hay là một người có hiểu biết thì nên làm gì này, nên làm điều kia, hay là mình đọc trong luật mà một vị tỳ kheo nên làm việc này, nên làm việc kia, thì dùng cái chữ karaniya rất là nhiều. Karaniya, nên
được làm hay là nên được thực hiện. Dạ. Chúng ta thường nghe có cái câu trong kinh Từ Bi là hiền nhân cầu an lạc, nên thể hiện pháp lành chẳng hạn, thì cái nên làm cái gì đó thì karaniya, chữ nó rất là quen thuộc. Bây giờ thì thưa vị, chúng ta bước qua phần bài tập. Trước khi mà hôm nay chúng ta có thời giờ đủ để làm bài tập, trước khi bước vào phần bài tập đó, chúng tôi muốn quý vị quan hệ cho chúng tôi 5 phút. Chúng tôi mang cái này ra cho anh thợ đang sửa ống nước chút xíu, cái sơ đồ, rồi chúng tôi sẽ trở lại. Thượng tọa Pháp Đăng đang ở, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng quan hệ có mặt trước máy, thượng tọa quan hệ giúp nói cho khoảng 5 phút sẽ trở lại liền. Chắc thượng tọa Đăng không có trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có thể tiếp lời cho khoảng 5 phút không sư? Nếu sư Nguyên Thông còn ở trước máy. Dạ, dạ thỉnh sư Nguyên Thông quan kỳ đối cho 5 phút rồi sẽ trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con biết nói gì đây? Thì trong cái bài học này thì để cho chúng ta học tiếng Pali, để đến một trình độ nào đó thì chúng ta có thể đọc thẳng kinh Pali để hiểu rõ lời dạy của Thế Tôn. Sự thật đến giai đoạn này thì Nguyên Thông khi mà đọc kinh đó, thì chỉ hiểu đẩy cái bài kinh đó, chứ mà từng chữ thì không có khả năng đó. Cho nên là khi mà Nguyên Thông nói như thế này đó thì nó có một cái ý nghĩa tương đối nào đó mà thôi. Chứ sự thật một người mà có thể nói ra những điều mà như là sư Bá Tuệ Siêu hay sư phụ Giác Đẳng thì Nguyên Thông bảo vào khoảng vài chục năm nữa hoặc là kiếp sau. Nhưng mà may mắn như chúng ta được gặp hai vị giáo sư là thầy Giác Đẳng và sư phụ sư Bá Tuệ Siêu, là những người có thể nói là lão luyện trong cái nghề. Là bởi vì nếu mà chúng ta nói là chúng ta đi học á, thì cũng phải là Nguyên Thông ý nói mà học ngoại ngữ hay là học Phật Pháp á, thì Nguyên Thông chỉ mới giờ học vào khoảng chừng chục hai chục năm mà thôi. Mà đối với là sư phụ Giác Đẳng và sư Bá Tuệ Siêu vào khoảng chừng 5-6 tuổi là các ngài đã vào chùa rồi. Cho nên cái trình độ của các ngài đó thì khi mà chúng ta nghe sư phụ và sư Bá giảng dạy thì chúng ta không thể tưởng tượng được rằng là cái trí tuệ cũng như là cái memoir, cái trí nhớ của sư phụ Giác Đẳng và sư Bá Tuệ Siêu nó vĩ đại cái bậc nào. Khi mà Nguyên Thông nghe sư Bá hay sư phụ mà nói chuyện về những cái lịch sử cũng như là những cái sự việc mà những vị thánh tăng hồi xưa đã làm việc, thì tất cả những cái đó nó đều có trong cái bản mà chú giải. Thì mà sư phụ Giác Đẳng và sư Bá Tuệ Siêu thì rất là rành rẽ, nói đâu thì nó ra sẵn đó, dường như là tam tạng kinh điển đó đã nằm lòng trong hai vị đó. Cho nên là khi mà các vị nói ra thì chúng ta thấy rất là khâm phục. Là bởi vì Nguyên Thông thì cũng có đọc những cái bài chú giải của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú nó có 423 bài kinh. Và cái chú giải của nó có do Ngài Pháp Minh đó, thì viết ra thì nó có 4 quyển sách được. Nhưng mà sư phụ Giác Đẳng và sư Bá Tuệ Siêu dường như là nằm lòng tất cả những cái đó. Cho nên khi các ngài giảng giải bài kinh nào thì hầu như toàn bộ những chú giải cũng như là cái sự kiện lịch sử mà đã giảng ra lúc nào ở cho chỗ nào ở chùa Kỳ Viên hay là Vương Xá Thành hay thế nào đó, thì chúng ta phải công nhận rằng cái trí tuệ của hai ngài đã rất là sâu sắc. Ở đây vì đây là một cái vâng vâng, cho nên là mình là lắng nghe đó,
khi mình lắng nghe cái một người nào mà giảng nói thì mình thấy là cái trình độ thâm hậu thâm sâu của những vị đó mà mình lấy lại thấy là khâm phục, là bởi vì chúng ta chỉ có thể hiểu được một phần nào đó, chứ còn nếu mà cái trình độ đó mà chúng ta muốn mà có được đạt được cái trình độ đó là phải vài chục năm, thì chúng ta phải là trong cái sự mà năng nổ hay là cố gắng học và chiêm nghiệm thì mới có thể có một trình độ đó. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta rất là có phước, rất là có phước là hằng ngày chúng ta được nghe lời giảng dạy của Thế Tôn cách đây hơn 2565 năm mà được trùng tuyên lại, và chính các ngài là những người đã làm những cái bản lời dạy đó nó sống động lại để cho chúng ta được nghe. Và khi chúng ta mà hằng ngày được nghe như thế này đó thì nó có cái sự thâm nhập, cái mutation nó làm cho chúng ta hiểu biết giáo pháp. Và khi mà chúng ta hiểu biết giáo pháp rồi thì cái tâm của chúng ta có khả năng phân biệt đâu là phải, đâu là trái, đâu là thiện, đâu là ác. Và bởi vì chúng ta do nhờ hằng ngày được nghe lời giảng dạy của Thế Tôn thì chúng ta biết rõ cái quy luật, mà cái quy luật đó là cái quy luật quý báu trên trần gian này, nhất thế gian này, đó là nhân quả. Tại sao? Là vì chúng ta biết cái nhân quả mà chúng ta không thể nào thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta làm những ác pháp. Thí dụ bây giờ ai mà cho huynh pháp lữ cả tỷ đô la bảo pháp lữ giết người thì không bao giờ pháp lữ dám làm. Và Nguyên Thông cũng vậy. Là tại sao? Là vì mình biết rằng một khi mà mình đã tác ác, tức là đã làm việc ác rồi thì cái nhân quả nó sẽ đến mà chúng ta không thể nào mà cản nổi. Dù rằng mà chúng ta sau đó có làm những việc thiện nào đi nữa thì cũng khó mà xóa được những cái ác pháp mà chúng ta đã làm, bởi vì cái nhân quả là một cái luật, mà đó là một cái luật tuyệt đối đúng mà không ai có thể sửa chữa được. Ngay cả Thế Tôn mà trong tiền kiếp này đã làm cái gì đó mà đến sau này ngài đã bị ngài Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà cục đá nó xuống bị một cái cơ đảng tảng đá khác nó cắn nó ngăn trở lại, mà sự va chạm của hai cục đá đó nó đưa ra một cái mảnh đá mà nó, cái mảnh đá đó là làm cái ống quyển của Đức Thế Tôn chảy máu. Thành ra qua cái điều đó thì Nguyên Thông đọc trong bản chú giải thế nói rằng dầu rằng một người đã thành tựu như Thế Tôn mà vẫn bị cái nhân quả như vậy. Bây giờ con thấy sư phụ đã trở về, kính thưa sư phụ, con xin được trao mai cho sư phụ để sư phụ tiếp tục giảng bài cho chúng con. Con cảm ơn sư phụ, xin mời sư phụ cầm mai. Sa thủ thị trường sư Nguyên Thông rất nhiều. Thưa vị, ở chùa có nhiều lúc có những việc mà chứ mình không ra ngoài thì chăm trễ công việc ngoài mà thật sự cũng biết phải làm gì. Chứ thực sự thì trong những buổi sinh hoạt chúng tôi rất ít khi bỏ ngang. Bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học phòng ngữ ngày hôm nay qua cái phần bài tập. Thứ nhất là chúng ta dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt. Bài hôm nay thì tương đối là đơn giản thưa quý vị. Dạ. Upasakehi samana vaditapa honti. Dạ. Ở đây thì cái chủ từ của câu này đó là chữ samana. Samana ở trong tiếng Phạn gọi là Samon, chúng ta âm là Samon. Samon, quý vị nhớ là trong tại Ấn Độ có hai hạng tu sĩ, một vị tu sĩ có gia đình gọi là tu sĩ Bà La Môn, và vị tu sĩ không có gia đình là gọi là Samon. Quý vị mà tu sĩ Bà La Môn thì giống như thầy cúng vậy đó, có vợ con, có tài sản. Còn cái vị tu sĩ mà gọi là Sa môn là vị từ bỏ gia đình, sống đời sống không có tài sản. Đức Phật và Chư Tăng cũng gọi là những vị Sa môn. Thì
Samana ở đây là những vị sa môn. Wanditappa, chữ Wanda hay là Wandati hay là Wandeti, có nghĩa là kính lễ hay lễ bái. Wanditappa Honti là nên được cung kính, nên được kính trọng, hay nên được lễ bái, nên được lễ bái. Samana Wanditappa Honti là những vị sa môn nên được lễ bái. Lễ bái Upasakehi, Upasakehi từ chữ Upasaka. Ở đây chữ Upasaka nghĩa là cận sự nam, hay là cái người nam thân cận. Và đôi khi ở trong chữ Hán thì người ta không có dịch là cận sự nam, mà họ dịch là Upatak, là Upasak. Upasak là Upatak. Nhưng mà trong cái tiếng Phạn á, cũng như trong tiếng Anh á, là nhiều khi người ta dùng cái chữ nam tính, họ chỉ luôn cho nữ tính luôn. Dạ, thí dụ như là bây giờ chúng ta nghe có phong trào nữ quyền á, là đôi khi người ta nói là men power and women power. Nhưng mà thật ra cái chữ men power, chữ men nó không phải chỉ cho đàn ông không, mà nó men power, chúng ta nói nhân lực là chỉ luôn cho người đàn ông và đàn bà luôn. Nam nữ gì cũng là men power được hết. Chữ men đó chỉ chung, chứ không phải là bây giờ thì người ta hay chia ra, quý vị, đôi khi là chairman hay chairwoman thì họ dùng chung, chứ ngày xưa là họ dùng một chữ thôi. Dạ, do vì cái chữ Upasaka ở đây không nên dịch là cận sĩ nam, mà cũng không nên dịch là Upatak hay là nam cư sĩ, mà chữ Upasaka ở đây chỉ chung cho những người cư sĩ, cho những người thiện, hay là những người thiện tính, là những sa môn và nên được lễ bái bởi những người thiện tính. Rồi bây giờ chúng ta qua cái câu câu số 2. Câu số 2 giờ có bị nào post giùm cho câu số 2 sư tử đức qua kỳ sư post cho câu thứ 2. Cảm ơn quý vị. Manchu sa yang đức tập bằng đức khi bị tập bằng su quan nắng mà chas biên thập bề hi. Manchu sa yang là trong cái hộp. Nikipi tapan là Nikipi, Nikipi tapan, Nikipi là giữ, gìn giữ. Nikipi tapan là nên được gìn giữ. Suvanna là vàng. Suvanna là vàng. Ma là đừng. Ma là đừng. Mà Jasmine là ở trên giường. Thapehi là để. Dạ. Yeah. có câu đừng cười thử. Câu này là ok. Câu này là vàng á, tức là đừng có để vàng ở trên giường. Dạ, yeah. Đừng để vàng trên giường. Thật ra cái câu này đúng nghĩa dịch là đừng để trên giường vàng đáng lẽ mà đáng lẽ phải để cắt trong hộp. Dạ. Nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta nói như vậy nghe nó rườm rà lắm. Chúng ta phải nói ngược lại, ở trong tiếng Việt dịch là vàng nên cắt trong hộp, đừng để trên giường, đừng để trên giường. Nhưng mà vàng nên cắt trong hộp, đừng để trên giường. Câu tiếng Việt như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dịch cho đúng thì cái chữ là Manchu Sayang, Manchu Sayang Nikipi Tapan, Nikipi Tapan Suwanang, nó là một cụm từ. Vàng thì nên cất trong hộp. Dạ. Ma Jasmine Thapehi là đừng ở để trên giường. Dạ. Vàng nên cất trong hộp, đừng để trên giường. Dạ. Chúng tôi nghĩ rằng câu nói này là một câu nói ở trong truyền xưa.
em từ xưa, hồi xưa người ta dùng tiền vàng á, chứ người ta không có dùng hộp, dùng tiền giấy thưa quý vị. Chứ cái vàng này chắc là đồng tiền vàng á. Dạ, vàng, tiền vàng á, nên các trường hợp rất nhiều. Ok. Câu số 3. Sapurisa Pucheniye Pucheniti. Sapurisa Tathana Karunti. Dạ. Cái câu đầu đó, Sapurisa là bậc thiện nhân. Dạ, thiện nhân á, thì những bậc thiện nhân á, thì cúng dường, bậc đáng cúng dường. Pucheniye Pucheniti, tức là những người thiện nhân cúng dường, bậc đáng cúng dường. À, Sapurisa là những người ác đó. Thì dạ, cái câu này hơi khó dịch. Okay. Người ta nói như vậy là cái người tốt á, thì kính trọng người tốt, nhưng mà người xấu á, thì không có kính trọng người xấu. Dạ. Cái câu nói ý nghĩa là như vậy đó. Chúng tôi xin lỗi quý vị nha, quý vị bỏ dùm chúng tôi chỉ likewise. Likewise là tương tự. Chữ tiếng Anh mà trong bản dịch. Lúc chúng tôi dịch, chúng tôi không bỏ chữ likewise là tiếng Anh, quý vị bỏ dùm cái câu đó. Dạ. Dạ, chữ likewise. Likewise là likewise là ở trong tiếng Anh nó có một câu nói rất là vui. Thí dụ như một người nào đó, họ nói là anh yêu em, nói là I love you. Rồi có người khác họ trả lời là me too. Thì cái câu me too đó rất là trật. Và chắc trật tại sao vậy? Nó anh yêu em, mà nói me too có nghĩa là em cũng yêu em. Thì câu đó không có đúng. Mà đáng lẽ người ta không có nói là me too, mà họ nói là likewise. Likewise là anh yêu em, thì em ngược lại em cũng yêu anh. Thì câu đó nó là đúng là dùng chữ me too, ấy là dùng chữ likewise mới đúng. Nhưng mà có nhiều người họ không xài chữ đó, họ dùng chữ me too. Chữ me too trong việc đó tức là anh yêu em, mà nói me too tức là em cũng yêu em nữa. Thì câu đó nó không có trêu đúng, người ta vẫn nói vậy thôi. Thì ở đây đó, cái câu cái ngữ pháp mà trong cái hành văn ở đây á, tatha ở đây là likewise, tatha là karonti. Tức là như vậy, nó là người thiện á thì rất trọng người thiện, nhưng mà người đối với người ác á thì họ không có trọng người ác. Dạ. Tức là mặc dù họ nói mã ngưu tầm ngưu, nhưng mà thật ra không phải lúc đầu của vậy. Dạ. Người thiện không có conflict với người thiện, nhưng người ác thì có conflict với người ác. Ý chúng ta tức là người thiện á thì quý người thiện, nhưng người ác không có quý người ác. Ý chúng ta như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi dịch như vậy quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi sẽ trở lại nha, là thiện nhân á thì kính trọng người thiện, nhưng mà người ác á thì không có làm như vậy. Dạ, tức là gã không có kính trọng người, không có kính trọng gã. Dạ. Hôm nay mấy câu này có nhiều câu, nó hơi khó dịch thưa quý vị. Rồi bây giờ quý Phật tử muốn dịch luôn ba câu sau, hay là ba câu sau để quý vị tự làm lấy nha. Dạ, ba câu sau quý vị tự làm rồi. chúng ta dịch qua câu, dịch sang tiếng Pali đi. Dạ. Dịch sang tiếng Pali. Dạ, sư Tuệ Đức hay sư Quang Khi sửa lại cái câu này. Cái câu này đó dịch là
người thiện á thì kính trọng người thiện, sư mẫu hoặc đơn là đáng được kính trọng, người thiện quý như người thiện. Nhưng mà người ác á, thì không có kính trọng ngã. Dạ, ý nói như vậy nha quý vị, cái ý nói như vậy, nhưng mà cái câu dịch như vậy là đúng. Dạ, thiện nhân kính trọng những người đáng kính trọng, và người xấu thì không làm như vậy. Câu rất là đúng, đó là dịch sát nghĩa. Nhưng mà dịch cái ý đó là người thiện á thì kính người thiện, nhưng người ác thì không có kính người ác. Ý nói như vậy quý vị nên hiểu cái câu tiếng Bali. Ở đây cái hành văn nó hơi, và quý vị bỏ dùm chữ likewise dùm cho. Bây giờ qua câu số 1 là người ta nên thắp đèn ban đêm. Người ta nên thắp đèn ban đêm. Chữ người ta là chúng ta dịch chữ manusa, và phải số nhiều nha. Manusa là người, manusa là nhiều người, và sư thư dùng chữ manusa là nhiều người. Dạ. Thắp đèn ban đêm. Nên thắp đèn. Ở đây chúng ta dùng một chữ hãy thắp đèn. Dạ. Cha lê tí, vậy là cha lên tú. Cha lên tú là hãy thắp đèn. Thắp cái gì? Đèn là đi pháp. Dạ. Mà thắp đèn chúng ta dùng đối cách số nhiều là đi bê. Và ban đêm là ratiyang. Thì dịch đơn giản là manusa ratiyang đi bê cha lên tú. Manusa đi bê cha lên tú. Những quý vị chơi chúng ta chút. Manusa di be chalentu, người ta nên thắp đèn ban đêm. Yeah. Manusa katiyang di be chalentu. Người thương buôn mua những con ngựa để bán cho nông dân. Người thương buôn ấy là Bechino. Mua là Kinati. Những con ngựa là AC. Kinati AC. Để bán cho những người nông dân. Bán là Bikini Tape. Cho những người nông dân là Kaskanang. Ok. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ rồi. Wachino là người thương buôn. Kasakanang Wikinitape là để bán cho những người nông dân. Asekinati. Dạ. Kinari, thưa quý vị, Asekinari. Kinari là đã mua những cái con ngựa để bán cho những người nông dân. Dạ. Dạ, ở đây chúng ta không có dùng chữ Kinati, mà chúng ta dùng chữ Kinari, đã mua. Kinari. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Cảnh sắc được thấy bằng mắt, cảnh vị thưởng thức bằng lưỡi. Cảnh sắc ở đây là rupa. Hồi nãy thì tôi siêu có giảng cái chữ rupa đó, nghĩa là tiền ha. Rupa có nghĩa là vật chất,
mà trong đạo Phật gọi là sắc pháp. Và rupa cũng có nghĩa là cảnh sắc, tức là cái gì được mắt thấy, là đối tượng của thị giác, quý vị nhớ. Chứ rupa là một chữ rất là rộng, rupa, rupa. Mà ở đây là chữ cảnh sắc, được thấy mắt, chữ cảnh sắc là chúng ta phải dùng số nhiều nha quý vị nha, không có dùng số ít được. Số nhiều là rupa ni, rupa ni, được thấy bằng mắt. Masitappa ni, và masitappa ni là nên được thấy, và bằng mắt. Con mắt ở đây là cái chữ chắc khu này, chữ chắc khu, chữ này quý vị chưa học á, quý vị coi cái chữ con mắt có chữ nào mà con mắt có chữ nào quý vị đã học rồi, quý vị chơi chúng tôi chụp nha. Chắc khu này ok. Ok, chúng ta có học chữ mắt là chữ lô chân á. Lô chân á. Lô chân á. Lô chân ni. Dạ, học chữ chữ na ya na không xài được. Dạ, chữ lô chân á. Dạ. Rupa ni. Từ lô chân ni. Rupa ni. Pasitappa ni. Ok. Rồi... cảnh vị á thì được nếm bằng lưỡi, cảnh vị là chivaha, chivaya, chivaya, rasani, rasa, rasa là cảnh vị, chivaha là cái lưỡi, sadhipatthi là nếm, sadhipatthi, ok. Để quý vị chờ chú trên một chút nha. Dạ. Lô chân ni hi rupa ni basitappa ni là cảnh sắc á, thì được thấy bằng mắt. Basati, basati là thấy ha. Basitappa ni là nên. Dạ, nên được thấy bằng Chivaya, Chivaha là cảnh vị, là lưỡi, Chivaya là bằng cái lưỡi. Rasani, Rasani là cảnh vị ha, số nhiều. Sadiyati, Sadiyati là thấy, Sadiyatappani là nếm. Dạ, và cảnh vị nên được nếm bằng lưỡi. Dạ, chúng ta dịch như vậy. Thế rồi, bây giờ thì chúng ta đã dịch ba câu tiếng Pali sang tiếng Việt sang tiếng Pali. Ngày hôm nay, thưa quý vị, là một ngày mà bài văn phạm thì tương đối ngắn, thì chúng ta có giờ. Đáng lẽ là chúng ta sửa lời bài 21 này. Nhưng mà sư tự tri, sư đề nghị là nên... Do vì chúng ta không có... Chúng tôi xin được dành 10 phút còn lại của chương trình ngày hôm nay để nói thêm một ít về... phần học phản ngữ. Thưa quý vị, có một lần nào đó chúng tôi có đề cập đến là thời xa xưa đó, cái việc mà kinh điển được nhìn giữ đó là qua một cái phương cách mà chúng ta gọi là truyền khẩu. Mà trong cái sự truyền khẩu đó, thì việc mà tụng đọc
nó lại rất là quan trọng. Dạ, tụng đọc rất là quan trọng. Ngày nay thì chúng ta càng ngày càng sử dụng nhiều văn bản được viết trên giấy trắng mực đen, thậm chí là những ở trên Internet hay là được số hóa, tức là chúng ta giữ nguyên các bộ tâm tạng ở trong một cái flash memory nhỏ xíu thôi, đi đâu cũng mang theo được. À, chuyện đó là chuyện không có tưởng tượng được cách đây 100 năm trước. Thì trong cái văn học truyền khẩu á, có cái điểm này là đôi khi những cái nhắc chữ nó lại không có rõ ràng. Như trường hợp hồi nãy Thượng tọa Tuệ Siêu nói đến cái câu mà sẵn ở đây chúng ta ghi nhớ để trở thành một cái điều mà khi mình học mình phải nhớ đó, là Sappathena. Sappathena, và Sappathena là tất cả mọi nơi. Sappathena là mọi nơi. Và Sappanesu, Sappane là định sẽ cách số ít, Sappanesu định sẽ cách số nhiều. Và thì nó lại có một cái chữ khác là Batitthitan cũng được, mà Subatitthitan cũng được. Dạ. Thì khi mà mình tụng đó, thì mình không có một vị mà học tiếng Phạn á, mà đọc qua ngang á, thì thật sự cũng phân vân và không biết mình cắt chỗ nào. Sappathanesu Batitthitan, Sappanesu riêng, Batitthitan riêng, hay là Sappathane rồi Subatitthitan. Dạ, quý vị thấy không, nó cũng có vấn đề. Giống như hồi xưa chúng ta nghe câu chuyện mà Màu Tiếng Hoa Xiêm Xiêm á, có nhiều đọc là nàng có ba người anh đi bộ rồi đội những đứa em nàng. Cái câu nàng có ai ngạnh đi bộ đội, những đứa em nàng có, em chưa biết nói, nhưng mà nếu mà cắt ngang giữa nàng có ba ngày em đi, anh đi bộ rồi cắt ngang đội những đứa em nàng thì nghe nó cũng kỳ. Nhưng trong văn học truyền khẩu thì nó hay có vấn đề như vậy. Nhiều khi nó cũng tạo sự tranh luận thôi. Không, những cái chỗ nào mà nó dễ phân biệt thì nó, thì không có gì, mà nó hơi khó phân biệt thì thật sự nó có vấn đề đó. Thật sự nó rất là khó khăn. Và thứ hai đó là ở trong cái Phạn ngữ ấy, là họ không có cái, ở trong Phạn ngữ mà trong văn học truyền khẩu ấy, thì không có cái chấm câu. Dạ. Thành ra cái gì mà được kết thúc, được chấm hết ấy, thì dùng chữ ý tí. Ý tí là bắt đầu mà ý tí chấm hết. Mà ý tí có đôi khi dùng giống như hoặc ghép của chúng ta nữa, là để ngắt đoạn văn. Dạ. Yeah. Và bây giờ thì khi mà chúng ta viết á, thành văn bản á, thì chúng ta vừa dùng chữ tí và chúng ta vừa dấu chấm luôn. Mà thật ra đã có dấu chấm thì không cần dùng chữ tí ở trong chót nữa. Nó có cái khổ như vậy là nếu mà mình bỏ đi chữ tí á, thì khi mà tụng kinh hay là nghe các vị tụng sao nó thiếu. Mà khi mình viết mà mình đã có chữ tí rồi mà thêm chấm, dấu chấm nữa đó thì nó lại dư. Nhưng mà không có chữ tí đó thì thật ra là có vấn đề, người ta đọc luôn tuồn đi. Thật ra ở đây á, trong cái văn học truyền khẩu và cái văn tự khi được viết á, thì nó cũng có một ít cái sự sai lạc. Và những cái người mà để chuyển từ cái tiếng Sinhalese, tiếng Tích Lan mà sang tiếng sang cái chữ viết mà chữ bốn từ Latin đó, thì vì đó các vị đó phải cân nhắc rất là nhiều, chứ không có đơn giản là như chúng ta thấy là chữ này đeo qua bên này đeo qua bên kia được, tại vì mình phải chế thêm. Trong cái văn học truyền khẩu thì không có dấu chấm, dấu phết, không có hoặc đơn hoặc kép. Và bây giờ thì những cái đó được đem vào ở trong kinh điển
được đem vào trong văn bản. Nếu quý vị đầu đọc Tam Tạng Pali mà nguyên bản, quý vị sẽ thấy điều đó. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học Phạn ngữ, họ có cái, ở trong tương lai đó, lớp học này thì có ít thôi, nhưng mà có phép gọi là sanh thí. Sanh thí là cái phép ghép chữ. Ghép chữ là cái gì rất là phiền phức của việc học tiếng Phạn. Tức là do người ta nói, do người ta tụng đó. Thành ra tới lúc đó người ta phải ghép hai chữ đó lại. Nhưng mà riêng đối với chúng ta đó, thì chúng ta học cái phép sanh thí không phải là ghép chữ, mà chúng ta để tách nó ra. Chúng tôi nói quý vị nghe ngược đời, người ta học để ghép lại, tại sao mình học tách ra? Tại vì bây giờ mình nói thì ít mà mình đọc thì nhiều. Và quý vị ít khi nào nói, khi mình nói thì mình phải biết cách ghép chữ, nhưng khi mình đọc thì mình phải biết chia ra. Và tức là thay vì nhập hai cái thành một á, thì một câu mình phải chia ra làm hai làm ba. Rồi khi chúng ta học như vậy, chúng ta phải biết cách tách chữ. Chúng tôi nói cái này có thiền tòa từ siêu thì thường họ sẽ sở rầy là tại sao mà pháp sanh thí hồi xưa giờ là mình học là ghép chữ, sao bây giờ lại chia chữ. Nhưng mà thật sự mà nói đó, thì ở trong cái phần cuối của giáo trình này đó, thì chúng tôi sẽ chỉ quý vị cách mà tách chữ nó ra, chứ không phải là gom chữ lại. Mình đâu có cần gom chữ đâu. Thời của chúng ta bây giờ, chúng ta không cần gom lại, mà chúng ta phải chia đôi ra. Đó cũng là vấn đề. Sau cùng, chúng tôi xin nhắc tất cả quý Phật tử một điều rằng, khi mình học trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma đó, về thắng pháp cũng như về phản ngữ, thì mình cũng nên kiên nhẫn với chính mình. Đó là mình học được cái nào thì cũng tốt cái đó. Yeah. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình học là mình phải học nắm vững toàn bộ. Yeah. Đôi khi chỗ này chút, chỗ kia chút, và sau đó thì chúng ta đáo đi đáo lại. Yeah. Chúng ta làm đi lại. Hiện nay thì chúng tôi vẫn chưa có cái nắm rõ đó là về cái hướng đi sắp tới như thế nào. Riêng đối với giáo trình phản ngữ, chúng tôi vẫn cố gắng để làm theo thượng tọa từ siêu. Nếu mà thượng tọa từ siêu mà khoan hỷ tiếp tục, hiện nay thì chúng tôi có đọc được một vài cái dấu hiệu là ở trong tương lai thượng tọa từ siêu muốn dạy lớp phản ngữ, thì chưa biết họ dùng giáo trình thế nào. Nhưng mà nếu chúng tôi tiếp tục dạy phản ngữ, lớp phản ngữ đó, thì chúng tôi vẫn theo đuổi cái giáo trình hiện tại, tức là giảng rất dạy rất ít, nhưng mà nắm một số điểm chính. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ có được cái dịp để đọc đi đọc lại, đừng có nản về việc này. Tại vì sao? Vì học thắng pháp như học phản ngữ, chúng tôi chưa thấy có vị sư nào mà học một lần mà đi qua là học hết đâu, mà phải học tới học lui. Học tới học lui, đặc biệt là chúng ta dạy một tuần chỉ có một ngày thôi, thành ra cái chuyện ôm đi ôm lại nó vẫn là rất tốt. Do vậy chúng tôi mong tất cả quý Phật tử sẽ kiên nhẫn, và mỗi một ngày học phản ngữ như vậy đó, chúng ta có những cái phần như là kinh tụng hay là Bali vui để học đó, quý vị cũng có thể tiếp nhận được một số những điều rất là lợi lạc nếu quý vị để ý. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Đường Phật Pháp Buddha Dhamma hôm nay ở đây, và ngày mai này thì chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng bộ, và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tân. Kính Đại lễ Chi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an. Hẹn lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Nhà. Thầy, dạ con xin điểm khuyết cho tri chúng. Dạ con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết học ngày nay. Con nhật huỳnh sặc đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ
không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường. Kinh pháp mộc của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kapa pa giri yam mamakaye na vajam.